Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sớm Anime. Nhóc Shin và Hima là hai anh em ruột là một điều chắc chắn ai cũng biết. Xem bao nhiêu video mà còn không biết nữa thì xứng đáng bị phạt và tước danh hiệu fan trung thành của siêu quậy. Còn hình phạt là gì thì chắc chắn là kêu gọi bạn bè, người thân tặng cho chúng mình một like và một subscribe rồi. Đấy là với những bạn đã làm rồi, còn chưa thì nhanh tay ấn luôn thôi. Vậy nếu nhóc cơm nắm, Kazama và Bo cũng muốn có em gái thì sao? Mấy nhóc ấy sẽ làm cách gì để thực hiện được mong ước ấy? Câu trả lời có trong tập phim ngày hôm nay. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ được khám phá cuốn nhật ký của mẹ Mizae nữa đấy. Nghe là thấy hấp dẫn rồi đúng không? Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Bắt đầu ngay đi nào! Tập phim Muốn có anh chị em. Tại trường mẫu giáo Action, Hội Shin đang ngồi chăm chú nghe Marcel kể một câu chuyện gì đấy. Hôm qua tớ đến nhà Itoko chơi và cậu ấy có một cô em gái 3 tuổi. Em ấy đáng yêu kinh khủng khiếp mà cứ phúng phính như vậy nè. Bỗng dưng muốn có em gái quá đi. Kazama nghe xong cũng thấy thích liền. Tưởng tượng mà xem, nếu có em gái, nhóc ấy sẽ nắm tay dắt em ấy đi chơi này, xong được em ấy gọi là anh trai nữa, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Xin đoán nhá, nếu Kazama có em gái thì chắc chắn ngoại hình của em ấy sẽ giống hệt idol Moepi. Đúng nhận sai cãi, cái này nhận chứ, dù có hơi ngại chút xíu. Tính ra trong nhóm có mỗi mình Kushin là có em gái thôi à? Ghen tị ghê, ôi có sung sướng gì đâu, làm anh khó lắm. Phải đâu chuyện đùa, vì là anh lớn nên mẹ Misae lúc nào cũng bảo Shin là anh phải thế này, là anh phải thế kia, không được ưu tiên chút nào, mệt lắm. Tóm lại, Shin vẫn muốn làm em trai nhỏ hơn. Thế Kazama làm anh trai lớn đi, đáp ứng yêu cầu của Shin và của Kazama luôn, làm anh của siêu quậy á. Kèo này khó quá, chắc nhóc Kazama kham không nổi đâu. Nhìn mặt nhóc ấy là biết, rất chi là cam chịu luôn. Kể ra Kazama làm anh của Shin thì Shin cũng thích, nhưng mà siêu quậy vẫn thích các chị gái hơn, nhất định phải xinh đẹp, siêu nhẹ nhàng và tốt bụng. Chỉ vậy là nhanh thôi ông tướng ơi, nhưng nếu muốn thì Shin vẫn sẵn lòng chiều Kazama. Đến đây với em nào anh trai ơi. Trường hợp này xin phép không bình luận gì thêm. Tớ cũng muốn làm anh trai lớn, làm anh hai nè. Bo có muốn gia nhập không? Làm anh ba luôn. Đó, anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là củ su hào. Anh em mình là cái gì đây? Anh em mình là củ khoai tây. Hây hây hây. Giờ đến tiết mục đặt tên. Có thể ghép vần đầu tên của mỗi nhóc ấy lại với nhau, tạo thành Kamaboshi. Nghe giống Kamaboko quá. Không thì đặt là bộ từ Kamaboshi cho nó giống ban nhạc. Bo ơi, mình đang là anh em mà, không có đi tham gia showbiz. Xin nghĩ ra cái tên cực hay, anh em nhà Kamaboshi. Được rồi, nói thôi, không cần phải múa may quay cuồng vậy đâu. Nếu tớ và Bo là hai anh em sinh đôi thì sao? Shin và Kazama ngỡ ngàng đôi chút trước câu hỏi của Masao vì thấy nó cứ kỳ kỳ. Hai nhóc ấy có giống nhau chỗ nào quái đâu, sao làm anh em sinh đôi được? Nhưng sau màn biểu diễn kia thì ngẫm lại cũng hợp lý phết. Cô Yoshinaga đi đến và hỏi tụi nhóc đang làm gì mà trông vui vậy. Chúng em đang chơi trò gia đình. Em, Kazama là anh cả, Masao và Bo là anh thứ, còn Shin là em út ạ. Nghe hay đấy, và sẽ hay hơn nếu mấy nhóc ấy phân công lẫn nhau, dọn sạch sẽ đổ hàng mà mấy đứa bày ra chơi. Cũng là cách để hâm nóng tình cảm anh em đó. Nhất trí ạ. Thế bây giờ anh cả Kazama sẽ chia việc để các em làm. Bo và Masao sẽ dọn mấy khối hộp lớn, còn Shin sẽ dọn mấy khối hình tam giác. Nhưng Shin không thích cái này đâu. Đừng vậy chứ, Kazama đã cho Shin việc nhẹ nhất rồi đó. Vẫn không chịu đâu. Thôi được rồi, để anh cả Kazama làm, còn em út làm cái khác. Có đứa em như này cũng mệt đấy. Mà khoan, sao siêu quậy lại lăn ra ngủ thế kia? Dậy làm việc đây ông cháu ơi. Tưởng Kazama bảo Shin làm các việc khác. Việc khác là thu dọn mấy hình khối khác, chứ không phải nằm ngủ. Giờ đã hiểu vì sao nhóc ấy muốn làm em út rồi, để được chiều với không phải làm gì nữa chứ sao. Thì Shin có biết đâu, làm gì mà anh trai lớn tiếng thế, Shin tủi thân quá. Hu hu, nín đi, không cần phải giả vờ đâu. Thôi, Shin và Kazama đừng cãi nhau nữa, nhóc cơm nắm và Bo dọn xong hết rồi, yên tâm. Với hai nhóc ấy vừa nghĩ ra một ý tưởng, đó là trở thành bộ đôi nghệ thuật nhất thời. Trông kìa, Shin với Kazama cười không thấy mắt đâu luôn. Đến giờ chơi cùng nhau rồi, mà chơi trò gì bây giờ? Bóng đá với bóng chảy mãi cũng chán. Bo đề nghị mùa ba lê đi, đủ bốn người luôn. Nào, cùng chiêm ngưỡng hồ thiên nga được nhóm anh em nhà Kamaboshi trình diễn. Nó hay đến nỗi, nên còn phải nhìn mấy nhóc ấy bằng ánh mắt kỳ thị. Đáng thăng hoa thì Kushin dẫm phải lên chân Kazama. Shin không cố ý đâu, tại còn nhỏ nên là không bắt kịp các anh lớn, chỉ chống chế là nhanh. Đến giờ cơm trưa, Neng cực kỳ thắc mắc là sao hội con trai phải ngồi dính vào nhau vậy, vì chúng mình là anh em đó. Thôi được rồi, Neng không muốn quản nữa, làm gì thì làm. Kazama đang hạnh phúc vì hôm nay có món xúc xích hình bạch tuộc. Bỗng Kushin quay ra hỏi, sao nhóc ấy có tận hai hộp cơm? À, hộp còn lại là món tráng miệng á, em tị ghê. Xin cũng muốn mẹ chuẩn bị cho như vậy, là anh em mà đứa có đứa không, buồn quá. Ấy, ngưng dùm. Thế anh trai chia sẻ cho Xin ít món tráng miệng nha. Vâng, thưa ông tướng, cho Xin thêm quả dâu nữa. Đó, đúng rồi, anh trai cho Bo với Masao luôn nha. Gì đấy, thôi hai nhóc ấy không cần đâu. Nhưng biết sao giờ, phận làm anh mà, phải biết chia sẻ. Nhìn cái hộp mà Kazama chỉ muốn khóc, liếc thấy miếng cà rán trong hộp cơm của Shin, Kazama nảy ra
ý tưởng, giờ cậu nhóc sẽ làm em út, còn xin là anh cả, nên là cho nhóc ấy miếng gà rán đi. Vì mong ước đấy nên siêu quậy sẽ chỉ cho Kazama cách làm anh sao cho chuẩn nhất nhá. Gắp miếng gà lên, cho vào mồm, rồi mớm sang cho Kazama này. Nếu là vậy thì cho Kazama xin khiếu, không có nhu cầu anh trai làm như vậy. Thôi, cho Kazama miếng cà rốt này, đổi lại xin lấy nốt miếng xúc xích nhé. Vũ trụ nhỏ bùng nổ, Kazama kéo hai má siêu quậy, bắt nhóc ấy trả lại miếng xúc xích mà khổ nỗi, ăn mất rồi, sao mà trả. Cô Yoshinaga vội ra can, kéo mãi Kazama mới chịu buông tay. Nhìn kìa, quả má của cô Si như hai miếng mochi ấy, phúng pha phúng phính, trông đến buồn cười. Đó, làm cả lớp cười rộ lên, Kazama cũng nguôi cơn giận mà cười theo. Tối hôm ấy, khi đang đánh chén ngon lành mấy quả dâu tây, nhìn mấy em ấy, quả to quả nhỏ xếp cạnh nhau, Kazama vội nói với mẹ mình, muốn có em trai, làm mẹ nhóc ấy giật mình hỏi lại. Không có gì đâu ạ, còn ăn tiếp đây, muốn thì cũng muốn đấy, nhưng thôi, chén đã, tính sau. Tập phim Nhật ký của mẹ. Tại nhà của gia đình Nohara, nhóc Hima đang ngồi chơi xếp hình. Mẹ Misae thì loay hoay trong bếp tìm kiếm cái gì đấy ở tủ. Thế rồi mẹ lấy ra một bọc túi có để tên của nhóc Shin. Mở ra xem thử thì phát hiện quyển nhật ký của mình. Ngồi xuống đọc thử lại phát xem nào. Ngày đầu tiên trong chuỗi ngày nhật ký, mẹ đã nghĩ đây sẽ là một buổi sáng yên bình. Nhưng đời không như là mơ. Bác Kitamono cầm cuốn sổ ghi chép thông tin sang đưa mẹ và câu chuyện bắt đầu. Sau khi bác ấy hỏi về nhóc Shin và Hima là mẹ đã biết bác ấy muốn vào nhà để nói chuyện rồi. Hỏi ra mới biết là bác ấy mới mua cái máy ảnh. Lý do là vì có buổi tựu trường cho các cựu học sinh. Chính ra cũng lâu lắm rồi bác Kitamono mới quay lại trường mẫu giáo. Mẹ vội hỏi bác ấy đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cái này chỉ dành cho những người trẻ tuổi thôi. Nói ra không hay cho lắm. Đúng là tuổi tác đối với phụ nữ luôn là một thứ gì đó rất nhạy cảm. Mẹ chơi bác vô hơi đau đấy. Mà mấy ông đàn ông nói chuyện buồn cười lắm. Bác kể cho mà nghe. Tuy là tóc tôi không còn tốt, hình cũng thay đổi nhiều nhưng chưa đến mức gọi là già, nghe mà cười không chịu được. Tôi chết, cười to quá. Hima có dậy không? Bác yên tâm, một khi cô nhóc này ngủ thì phải tiếng sau mới dậy cơ, giờ có làm gì cũng không đánh thức được đâu. Đúng là mẹ nào con đấy, tướng ngủ y như nhau à. Mấy tấm ảnh này đẹp nhở, mà cái này chụp bị nhòe rồi, xóa nó thôi. Bác để đấy, em xóa cho. Ấn vào đây, đó, xong rồi. Hoan hô mẹ Misae, giỏi quá đi mất. Bác khen làm mẹ ngại rồi kìa. Ok, để bác cho xem thêm mấy người bạn cũ của bác. Đây là bác Suzuki, người được mệnh danh là Madonna của lớp hồi ấy. Đây là ông bác Sato, người đang theo đuổi Suzuki, hiện đang là chủ tịch của một công ty. Và bác Suzuki cũng chọn người đàn ông này, người ta là chủ tịch cơ mà, không đùa được đâu. Hồi trước bác với bác ấy cũng hay xích mích lắm, drama học đường các kiểu, đúng là những kỷ niệm khó quên mà. Mẹ chỉ biết cười trừ cho trường hợp này thôi à. Wow, vậy là hôm nay bác Kitamono sang hỏi mẹ cách dùng máy ảnh à? Ừ đúng rồi, mẹ phải làm giáo viên bất đắc dĩ đây, mặc dù chủ yếu là kể về kỷ niệm ngày xưa đi học của bác ấy. Đúng lúc này mẹ nhìn thấy bác Kitamono vẫy tay qua hàng rào. Thôi xong, quả này lại nguyên chiều mất thôi. Ra là bác ấy nhờ mẹ hướng dẫn lại cách xóa ảnh. Khổ lắm, bác ấy cứ mải buôn nên những gì mẹ dạy bác không nhớ được đâu. Nhóc Shin và Hima chỉ biết chúc mẹ may mắn thôi. Sang ngày tiếp theo nào, hôm ấy bỗng Hima đi đến cửa hàng bách hóa để mua sắm. Tầm tiêm một hồi thì thấy chẳng có gì đáng để mua. Và rồi hiện ra trước mắt mẹ là một lô quần jean đang sale với giá trên trời. Rẻ quá là rẻ, chần chờ gì nữa, mục ngay cho nóng. Xin chào quý khách, đây là sản phẩm không bao giờ giảm giá, mà giờ sale thì chắc chắn sẽ rất hời rồi. Và còn hời hơn nữa nếu quý khách mặc vừa nó ạ. Thử thôi, vừa như in, mỗi tội gấu hơi dài chút. Không sao, cửa hàng có hỗ trợ sửa lại ạ. Mày cao lên từng này đã được chưa ạ? Hợp lý luôn, nhưng mà thưa quý khách, vì đây là đồ giảm giá nên sẽ mất thêm phí nếu sửa lại trang phục. Ủa, mẹ thấy kỳ nha, nhưng thôi bao nhiêu vậy, rẻ thì may luôn. Hết 1.000 yên nha ạ. Vậy khỏi đi, mẹ về nhà tự may lại còn hơn. 1.000 yên mẹ hoàn toàn có thể mua thêm cái quần khác, nhưng mà giờ đem máy khâu ra cũng thấy ngại. Thôi để mai vậy, việc hôm nay chớ để ngày mai. Giờ không làm là lại lười, quyết tâm làm luôn. Wow, mẹ của Shin hôm nay tiến bộ thế, không lười nữa rồi ạ. Đừng có nói như vậy, một khi mẹ nói là mẹ sẽ làm, có bao giờ không đâu. Ok ok, Shin và Hima hiểu mẹ rõ quá mà. Nhưng mà không ổn rồi, không có kim may vải dày. Giờ mà sang hỏi bác Kitamono thì đến mai cũng chưa lấy được kim. Thôi, tốt nhất là nghỉ ngơi đã rồi tính sau. Thật đúng là một ngày tồi tệ mà. Bật mí với mọi người là đến bây giờ mẹ vẫn chưa sửa lại nó đâu. Hê hê. Rồi, tiếp tục ngày tiếp theo nữa. Hôm nay là ngày Harugabe, là một lễ hội dành cho trẻ con. Trường mẫu giáo Futaba cũng có tổ chức hoạt động tại đây nên mẹ đến xem để quay video. An vị trên ghế ngồi thì mẹ chợt nhìn thấy một người phụ nữ mặc quần sắn gấu đi qua. Chậc chậc, cô này chắc cũng tiếc tiền đây mà. Đã đến giờ trình diễn, mời các bậc phụ huynh theo dõi nha. Sau đây là màn biểu diễn siêu đáng yêu. Để mẹ tìm trường mẫu giáo Futaba, tìm mãi thế nào lại lìa camera trúng thầy hiệu trưởng, nhưng mà vẫn phải công nhận là thầy ấy nhìn vẫn nổi bật như mọi khi. Khổ, mẹ nhắc khéo làm thầy ấy hắt xì hơi luôn. Tìm nhóc siêu quậy
nhà mình nào, mà mấy đứa nhóc, đứa nào cũng mặc giống y hệt nhau, tìm khó quá trời. À ha, mẹ thấy nhóc Kazama rồi, giờ thì tìm mấy đứa gần đấy là được. Đã thấy mục tiêu, quả lắc mông thần thánh không chạch đi đâu được, đích thị là cousin nhà mình rồi. Tối hôm ấy, cả nhà đợi bố về để cùng nhau xem đoạn video mẹ quay, xem siêu quậy trình diện như thế nào. Nhưng mà đang xem cousin lắc mông, lại có ông bác nào trên ngang thế? Ngồi xuống đi ạ. À? Được rồi, nhưng mà có cái gì đó sai sai ở đây nha, bố tua lại giúp mẹ được không? Ôi, nhóc ngẩng đầu lên, không phải cousin. Mẹ ơi là mẹ, quay nhầm người rồi. Ở thì mẹ xin lỗi, tại ông bác đằng trước làm mẹ phân tâm quá nên không nhìn vào cam để trách được. Đúng là một ngày điên rồ mà. Thôi, để lật sang mấy trang sau đọc tiếp. Nhưng mà sao toàn chữ với hình vẽ gì thế này? Hóa ra là ông từng xin lấy nó để nghịch rồi. Thế này thì gọi gì là nhật ký nữa trời. Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới tận phút cuối. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho chúng mình nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tới. Ja, mà tên nè.